Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Xin chúc cho cả nhà một ngày vui vẻ và tràn đầy phúc nha. Hôm nay Đức mới cho ra bộ chống mới được các bạn ơi. Đó. Và thêm một cái midan này nó có gắn, các bạn nghe cái bát chưa? Đó, đó. Nó gắn một cái này để cái âm thanh nó nghe sàn sàn rồi sàn các bạn. Các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Đó, nó tác động vô cái bát. Chắc không? Nè, các bạn xem cái mỏ này nha các bạn, mỏ này nha, nè tum nè, các bạn thấy không, đây là cái mỏ, là một cái ống nước đó các bạn ơi. Đó. Nó có hai cái chân sắt vê nè, hiểu ra nè các bạn, thanh rất là chất nha các bạn, thanh hay lắm. Mình thấy nha. Đó. Bát chặt. Các bạn có yêu cầu thì liên hệ với Đức chống chế nha. Tất cả các đồ chống các bạn yêu thích, các bạn sẽ đặt Đức, Đức sẽ làm theo yêu cầu các bạn thôi. Các bạn muốn gắn trên một cái chiếc xe hay là các bạn chống này, các bạn sẽ làm như thế nào là Đức sẽ làm được hết các bạn ơi. Cái này là lắp ráp hết nha các bạn. Các bạn nào mua thì Đức sẽ may một cái giỏ, một cái giỏ bỏ vô lắp ráp hết tất cả các bạn ơi. Để các bạn xem này nha, đây là có một cái tay sách nè các bạn, đó mình sẽ sách ra cho các bạn coi, sách cho các bạn coi. Đó, các bạn hai cái chân này để nó chịu các bạn, đó ráp hết rồi các bạn ơi, đó. Các bạn thấy không? Nghe âm thanh rất là hay nha các bạn, rất hay nha. Đó. Các bạn thử nghe cái bát này. Đó. Có một cái tay để sách này các bạn, tay cái quay nè các bạn, quay nè, đó, mỏ nè, nghe nè. Chân này các bạn ơi, chặt vô thôi đó, những cái này là lắp ráp hết các bạn. Các bạn nào mua thì mình sẽ may một cái giỏ, để cho một cái giỏ nha, đi du lịch hay là đi chơi ở đâu các bạn bỏ vô một cái giỏ thôi, cái giỏ mình nó may cho các bạn rất là đẹp, may một cái giỏ vô rất là chất nha các bạn. Quải vô xong xuôi mở ra lắp ráp, chỉ có cái cà lê 8 với lại 6 là các bạn mở ra tất cả hết cái này. Đó. Đó, thấy chưa? Mỏ nè. Snare nè. Tum 1 nè. Tum 2 nè. Mà nè. Fry nè. Do Covid chưa có test được các bạn ơi, nhưng mà một hai ngày mình sẽ test một cái bộ chống này cho các bạn xem nha. Mình vừa xong cái này thì mình quay vô cái mẫu mới này cho các bạn thôi, âm chất nó ok lắm. Cũng có thể là mình sẽ tối nay mình sẽ lên một cái video mới nha các bạn, do làm ở nhà thôi chứ bây giờ ngoài đường chưa có được quay clip các bạn ơi. Đó, các bạn nào có yêu cầu thì các bạn liên hệ với Đức chống chế nha, 0931338473. Các bạn ở tỉnh là mình sẽ ship cho các bạn ở tỉnh nha. Có những anh em ở mua Vũng Tàu, Thuận là cũng mua, nhưng mà bây giờ dịch đó thì chưa chuẩn bị là sẽ có xe di chuyển nè các bạn. Các bạn nào đặt hàng thì đặt như thế nào, nó nhiều giá lắm các bạn ơi, từ 700, 800, 900, 1 triệu, mà nó đầy đủ hết trơn nha. Midan đồ này nọ là quýnh cái chất đàng hoàng, quýnh cái điệu đàng hoàng chứ không phải là nó lạc nghe các bạn, tum đồ căng theo dây đàn luôn đó các bạn. Rồi xin chào và hẹn các bạn
video khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc cho anh chị em một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye.